Supercell shut down this entire country. Die, oi, Supercell, Daiso! Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình là mình YouTube MHRA. Và các bạn cũng biết là kể từ ngày hôm qua và ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã biết được là thông tin Supercell đã rút tất cả các game, tất cả các sản phẩm của họ trên App Store cũng như là CS Play. Và vì vậy là ngày hôm nay chúng ta cũng không còn thấy xuất hiện của sản phẩm của Supercell ở trên nữa. Các bạn có thể thấy nhìn đây. Ví dụ Darian không có trong CS Play, COC cũng không có, Clash Clan cũng không có, hay đây cũng không luôn. Bây giờ Bombit cũng không luôn. Tất cả các sản phẩm của Supercell đều là không còn ở Việt Nam nữa. Thật là đáng tiếc. Và ngày hôm nay mình quyết định nghỉ game. Bye bye Supercell, bye bye Supercell. Mình đã đồng hành với Darian rất nhiều năm rồi. Năm nay là năm thứ 3 rồi. Thật sự đáng tiếc. Nhưng anh nhìn đây, có một điều bất ngờ cho các bạn. Mình vẫn có thể chơi Clash Royale rất bình thường, rất bình thường. Mình vẫn có thể chơi, mình vẫn có thể leo cúp, mình vẫn có thể quay được các cái replay, các gameplay của các pro. Mình Clash Royale không biến mất ở Việt Nam, chúng tôi vẫn có thể chơi được, chúng ta vẫn có thể chơi được, chúng ta có thể update được. Update bằng cách nào? Chúng ta mình ở trong cái video trước mình đã nói rồi, iOS hay là Android như thế nào thì chúng mình đã hướng dẫn cho mọi người rồi. Và có một cái điều đó là đúng như mình dự đoán là họ không chặn IP đối với Việt Nam, họ không chặn IP đối với Việt Nam, vì vậy chúng ta chơi rất bình thường, không lag, không giật gì hết, chúng ta vẫn chơi rất bình thường, chúng ta không phải cài VPN gì đấy, chúng ta không phải fake IP. Chúng ta vẫn chơi bình thường, vẫn chơi mọi ngày, vẫn ra em. Đúng như mình dự đoán, bởi vì là họ không dạy gì mà lại thất mất một cái khoản thu nhập của họ. Mà họ chỉ gọi như ẩn dịch vụ đi, ẩn tất cả các mình gọi như là ẩn tất cả các sản phẩm của họ khỏi CS Play và Google Store. Và của AC đâu xin nhầm, iTunes, Apple Store và CS Play, Google Store ấy. Thì đấy, ở trong cái video lần trước mình đã giải thích cho các bạn là tại sao họ lại như vậy, tại vì họ xuống thế Việt Nam. Và khi nào mà có một công ty được hoặc là được ủy quyền tại Việt Nam, hoặc là họ có trụ sở ở Việt Nam, thì bắt đầu tất cả các game mới quay trở lại Việt Nam và chúng ta có thể update dễ dàng và bình thường. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ cần gọi là thông qua một vài cái thủ tục nhỏ nhỏ thôi, chúng ta có thể quay được. Và đây, Cplay chúng ta vẫn có, chúng ta có thể xem được các pro đánh, mọi thứ có thể xem được. Fake control vẫn có thể xem được, hơi lag một chút, không sao. Và niềm vui đã quay trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai. Thực sự bây giờ mà không có Cap Ryan thì mình cũng không biết làm cái gì nữa. Thực sự CS Play hơi ghê lag rất. Ok, đấy là một thông tin đầu tiên mà mình muốn nói cho các bạn. Thông tin thứ hai mà mình muốn nói ở đây chính là các bạn đừng bỏ lỡ cái giải đấu này. Đây là một giải đấu rất quan trọng, rất là tạo một điểm mốc rất quan trọng. Đúng rồi. Cái điều thứ hai mình chuẩn bị quên mất nhưng mình chợt nhớ ra, đó là trong tuần sau chúng ta sẽ có một giải đấu cực kỳ hấp dẫn, đó là WCG 2019. WCG này được tổ chức tại Xi'an, Trung Quốc. Xi'an này thì không biết thành phố nào. Và với có 9 đại diện, đó là ở CIL Asia chúng ta có Podos, có Scoutory, có GameWin, CIL China thì có Nova, LGD và VDMG. VDMG
và CRL West chúng ta có ba đại diện, đó là Team Liquid, SK Gaming và Immortal Team Gaming. Thì các giải đấu sẽ được tổ chức vào ngày 17 đến ngày từ ngày 17, 18 đến ngày 21. Và tất cả những cái này thì mình sẽ luôn chắc chắn là mình sẽ cập nhật, mình sẽ có thể là mình sẽ live stream cho các bạn. Không bỏ lỡ một trận nào đấy, hãy là bật cái thông báo, bật cái thông báo phía bên này, phía bên phải này. Sẽ không bỏ lỡ tất cả các cái video về CAPCG 2019 này. Đây là một cái giải đấu rất lớn. Rất lớn. Đừng bỏ lỡ. Ok, see you. Mình vẫn chơi Karan, mình sẽ không bao giờ bỏ đâu. Để chơi đến khi nào mà Karan chết. Bye bye. Subscribe.